đốt mỡ cùng Uyên Trần. Sau đây sẽ là top 3 bài tập giúp mông căng tròn mà Uyên yêu thích nhất. Mọi người cùng tập với Uyên nha. Cùng bắt đầu với bài tập Glute Kickback, một bài tập tập trung tác động vào cơ mông lớn. Bạn có thể sử dụng dây đàn hồi hoặc máy tập để tăng khả năng kiểm soát. Thực hiện bài tập một cách kiên nhẫn và tập trung cảm nhận vào cơ mông. Tiếp theo là bài tập Roman Deadlift. Lưu ý các bạn hãy gồng chặt bụng, giữ lưng thẳng trong toàn bộ quá trình chuyển động. Mở gối, di chuyển dumbbell theo một đường thẳng và trùng gối ít. Bài tập này chủ yếu tác động làm kích thích phát triển cơ mông lớn rất tốt. Cuối cùng là bài tập Hip Thrust. Các bạn hãy tựa lưng vào ghế, chân vuông góc, gồng chặt bụng, giữ thẳng lưng, không đẩy, ưỡn lưng lên trên. Còn chần chừ gì, hãy lưu ngay và chuyển thôi nào.